phục vụ dòng loại vé đầu tiên quý vị ha. Và không có cái gì khác hơn đó là cái đầu tiên là xin thứ lỗi với tất cả quý vị là để cho quý vị mất 10 phút coi cái văn nghệ xã phường hồi nãy. Bà nội cha nó ra thiệt chứ, kêu tập 3-4 ngày trời luôn không thuộc bài hát mà nó nhét chớp quớt luôn. Cô Thảo Nhi y chang chị Võ Minh Hiếu vậy đó. Nó ra nó nhảy mà tôi tức. Anh không? À, chị hồi nãy mới ra ngoài kia kìa. Ừ, nấu công kêu hồi nữa ra chết bà mày tía tụi tao. Ừ đó, chúng lấy hai cái chổi cái giùm chị đi. Trời ơi, bây giờ cái sân khấu nó sáng rực rồi. Rồi đứa nào để bắn chị? À, nói đi chị tăng lương cho nó. Trời ơi, đoạt mày. Trời có nhiều đứa bắn lắm, xem nhớ dạ, có không? À, em bắn sơ sơ thôi. Ờ, vậy khỏi lãnh lương đi bắn vé đi má. Buồn quá, bây giờ bắn vé nha. Ok, ok, vậy dạ, ủng hộ chị. Vé vé thì cái gì? Bữa nay khai trương đó. Tao nã đó. Rồi cái thứ gì? Và cái bây giờ trong lại đầu tiên xin được phép rào bước phục vụ bà con cô bác mình có mặt tại trong hôm xưa tối đêm nay quý vị ơi. Dạ lâu lắm rồi mà cầm micro là còn rung đâu quý vị. Dạ, tại vì một cái khoảng thời gian rất là dài. Dạ hình như em nhớ không làm là mùng 9 Tết tới bây giờ mới gặp lại. Thì rất là mong là quý vị cũng sẽ đồng hành cùng Sài Gòn Tổng Thời trong suốt thời gian sắp tới đó quý vị nha. Dạ đêm nào có tụi em thì cũng rất mong quý vị cũng sẽ đến thật là đông đủ để ủng hộ cho tụi em. Dòng loại đầu tiên là dòng loại mở hàng, rất mong quý vị sẽ nhẹ nhàng móc xỉa để có 10.000 một vé thưa quý vị. Và với tặng phẩm đầu tiên cho dòng loại đầu tiên là một con gấu bông và trị giá 500.000 đồng thì rất mong quý vị ủng hộ nhiệt tình ha. Mùa vừa rồi phải nói là rất là khó khăn luôn, nhưng mà với Loto Online thì cũng còn có thể giúp đỡ được những chị em khác. Nhưng mà đối với em có xuống đây hôm trước đó quý vị, thì những chị em mà làm Loto tại địa phương rất là khó khăn. Thì hy vọng là khi mà hoạt động trở lại rồi thì quý vị cũng đến ủng hộ cho đoàn ha. Ngay bây giờ dòng loại đầu tiên dành cho khán giả không biết cách chơi Loto hoặc là lần đầu tiên đến với Sài Gòn Tân Thời, em chỉ Sơn là Nguyễn Dĩ Hen, mỗi vé sẽ có 60 con số tương ứng với 60 trái banh trong lòng cầu trên sân khấu quý vị. Và chút xíu các ca sĩ bắt đầu và hát đi hát cuồng, và mỗi con số quý vị tương ứng nó quý vị lấy viết hoặc là phấn và chọt vô con số tương ứng 4 con trên hàng ngàn quý vị may mắn đoạt giải. Giơ tay lên 3-4 cẳng kỳ lệ lên sân khấu nhận thưởng giùm em quý vị nha. Trời lâu làm quá nó quên văn hết trơn gì đó. Châu Phan sao vậy? Đi tới đó phải ngồi xuống vậy? Mệt hả? Tội nghiệp ghê không quý vị? Bán vé từ chiều giờ mệt luôn quý vị. Mập lên ký. À, mà không phải là mệt vì bán vé mà mập quá lên ký đi cái nó mệt đúng không quý vị? Cái mùa này con nào con nấy nó nở ra giống như là hả bánh tráng gì đó mà nướng nó phồng lên gì đó. Rồi, nhanh chân lẹ tay quý vị ơi, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một loại đầu tiên. Và quý vị thân mến, bà ai đi sao tới trễ và đầu tư giùm em một chiếc ghế và quẹo bên đây và tặng ngay một chiếc ghế và tặng lại cho em 5.000. Và song song đó, và chút xíu nữa thì bổn đoàn sẽ đi rảo một vòng, ai chưa có khẩu trang, bổn đoàn sẽ tặng khẩu trang cho quý vị luôn nha. Và nước rửa tay miễn phí bên này xin mời quý vị và tới dùng thử để tự bảo vệ sức khỏe của mình. Ngay bây giờ, trong lại đầu tiên, và ai chưa có vé giơ tay giùm em cái gì ơi. Và khi bây giờ quý vị đã có vé rồi và không có ai giơ có nghĩa là đã có vé, chúng ta cùng thử mắt về màn hình sân khấu, bắt đầu vô xấu vậy ơi. Yeah.
con muốn về đây, cô muốn về đây, con muốn về đây. Qua lối ngõ vào nhà em, muốn ghé vào thăm sờ ba má em. Đi đường quyền, đi đường quyền, đi đường quyền, một thôi là bị mốt. Chốt đơn, chốt đơn liền tài 32, 32, 32.
làm. Con số 8, con số 8 đã có người tình. Tôi tính kêu. Kính thưa quý vị, con số vừa kia qua là một con số đạt giải rồi. Ai có con số có lá vé hợp lệ thì xin mời bước lên sân khấu để chúng em kiểm tra qua tầm lá vé. Nếu mà hợp lệ thì chúng em sao hết tất cả mọi thứ luôn. Coi như là hôm nay là một đêm rất là hỷ xả luôn nha. Anh hả? Anh, ăn bánh kem không? Nhìn em giúp cái bánh kem. Chào đi mày ơi! Quỷ cha này ghét em mà. Rồi cảm ơn anh, chúc mừng anh rất là nhiều. Kính thưa quý vị, mà vừa rồi con số may mắn con số 8 thì kêu qua có 122 22 36 36 các bạn 48 hợp lệ và dòng lệ 1736. Xin chúc mừng anh trai và anh lấy mang con gấu, anh chọn con nào cũng được. Dạ lấy ra được ba con nhỏ hoặc là một con lớn, thích nào lấy con đó. Con bự á. Đó. Con kia nó nằm được cái nó nhỏ hơn. Anh em con này lấy mèo mèo mèo. Cha đừng manh động quá. Thôi. Dạ. Đó. Rồi cái thứ gì cho ngay bây giờ. Trong lại tiếp theo, trong lại thứ hai xin được phép đạo bước phục vụ bạn con của bác mình đến hồ gồm tới đêm nay. Dạ ai đi sao chứ chị, dạ nhắc xin nhắc lại một lần nữa. Dạ quẹo bên đây và nhập cho em cái ghế 10 cái 5 ngàn của gì nha. Kèm theo đó cái gì? Em tặng cái gì một cái khẩu trang cái gì? Ai cần khẩu trang giơ tay lên, có nhỏ mặt đậm màu đỏ đó. Dạ nó chạy vòng vòng đó, nó tặng khẩu trang cho cái gì? Dạ cái gì không có gì cứ nhận giùm em ha. Và miễn phí hoàn toàn quý vị nha. Ai mà chưa có khẩu trang đi sao tới trễ thì tụi em tặng khẩu trang miễn phí quý vị. Nước rửa tay, rửa chân và rửa nguyên người cũng có bên đây luôn quý vị nha. Rồi, có phục vụ lao luôn quý vị. Và rồi nhanh chân lại tay dòng loại thứ hai và dòng loại tiếp theo. Má má kéo cái váy rồi má. Sao vậy? Má mặc cái váy mà cái túi ngực nó trên cổ rồi kìa. Lẹ lên, lẹ lên. Bà nụ chạy. Đỡ không chị? Sao? Ủa hôm nay có cúng kiến gì mặc đồ rồng phụng như vậy? Không, chị mặc sẵn này thôi là chị hoàng em luôn. Rồi, vừa lòng em chưa? Ôi là trời, có kìa thiệt chứ. Má ơi, con gái má. Trời ơi. Trời ơi, định chặt chị nữa. Con gái mà tập tạo quá, quá đô nha. Rồi, cái thứ gì mà ngay bây giờ trong lần thứ hai sẽ được phép là bước cùng chùa bà phòng của bác mình. Mọi dạng mỗi vé giá trị y cũ 10.000 đồng dành. Và 10 đàn không đáng là bao, đi hút thì đều cũng hết. Cái gì nhanh tay ủng hộ liền dùm cho em, cái gì nha. Thương BD ủng hộ dùm cho BD, cái gì nha. Bà có đi đây không? Nói nghe nè, hai đứa mày lên đây cắt cái cổ bỏ đi rồi nói chuyện với tao nha. Mày ngồi lên đây cái là hôn với tao nè mày. Cái tướng của mày đủ tướng mày đi. Sao mày chửi nó như vậy? Nè, tao nói cho mày nghe nè. Mày là mày nè. Trời, trời ơi. Bà đủ cho ai design cho nó cái tóc. Thiệt chứ? Con chó đi xe đụng vậy đó. Nhìn như con chim qua qua vậy đó. Nó năn nỉ em đánh gối cho nó đó. Nó năn nỉ đánh gối cho nó hả? Che yeah, nè bà nội. Mày lộn tiệm rồi. Má không hết đứng cười ngoài bà nội cha mày. Em mày bán hết vé cho mày hùa dữ vậy. Hết rồi. Rồi đi vô đi. Hết rồi bán giùm tao mày. Cái đầu nó nhường chó khóc. Nhảy lên chầu chầu cái đầu. Con cái đầu gì giống hơn. Duyên luôn. Năm nay đi cười xuân diệt luôn đó. Điên luôn. Rồi hy vọng có giải nha. Rồi cái đó quý vị mà bây giờ dùng lời tiếp theo là bước phục vụ bà con cô bác mình. Và ai chưa có bé chưa dùm em cánh tay ngàn ngào. Còn quý vị đã có bé rồi cùng hướng mắt mặt về sân khấu bắt đầu do thủ gì đâu. Hey mày là Mấy gì ra, cái đăng gì ra năm.
mày tìm ra, mày tìm ra, mày tìm ra, mày tìm ra. Đi
theo bánh con tàu quay qua đèo Hải Vân máy bay đỉnh núi. Nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà tàu em mơ. Online đó mà chắc quý vị có coi live stream của Đào thì quý vị cũng biết
thì thật sự ra bán một vòng online nó rất là cực quý vị nha. Ví dụ ở đây một bán một vòng vé nó lướt ngang cái hết rồi, còn tụi em bán mà để được một vòng online thì một tuần lễ nó mới hết. Cho nên là trong thời gian sắp tới đó thì để mà quý vị ủng hộ nhiều hơn thì đoàn sẽ tặng vé miễn phí cho những cái show online luôn. Đặc biệt là quý vị ở xa thì có thể tham gia tham dự được với đoàn. Mà khi mà cái thời gian tặng vé đó quý vị thể theo dõi trên Facebook á, đoàn Luân Tân Sài Gòn Tân Thời. Quý vị theo dõi giùm em vào lúc 19 giờ, có nghĩa là 7 giờ tối tới 9 giờ tối á, thì chỉ có tặng trong vòng 2 tiếng đó thôi thì sẽ tặng vé cho quý vị. Và khi quý vị có vé đó, không những là được tặng 5 vòng vé miễn phí ngày online không, mà còn được tặng một vé đặc biệt nữa để quý vị có thể đến Kawazo và sổ trúng vàng quý vị nha. Và vé đó là hoàn toàn miễn phí, quý vị được tặng thì quý vị in ra đem tới đây. Và khi mà quý vị trúng thưởng thì chúng tôi sẽ đối chiếu lại với cái tin nhắn mà quý vị đã nhận được từ đoàn là ok. Rồi ngay bây giờ dòng lời tiếp theo, rất mong quý vị cũng sẽ ủng hộ nhiệt tình cho bổn đoàn, bởi lẽ chỉ có 10.000 đồng. Thông tin tiếp theo nữa mà Lộ muốn chia sẻ với tất cả quý vị khán giả, như quý vị hãy thấy đó, Phi Linh Dân bây giờ là hết bài rồi, em cũng hết bài rồi, ai cũng hết bài hết trơn. Qua cái mùa vừa rồi xong là hết bài, không có văn chương gì nói nữa hết. Cho nên đoàn quyết định tuyển nhân viên mới quý vị nha. Và tuyển nhân sự mới sẽ được casting vào ngày 1 tháng 6, rất là rầm rộ, với giải thưởng cho người mà quán quân đó, đoạt giải nhất của Miss Loto đó là 50 triệu đồng, là 25 triệu tặng phẩm. Và quan trọng nhất là một chuyến lưu diễn tại Úc Châu, có nghĩa là một suất lưu diễn tại Úc Châu cùng với đoàn vào đầu năm tới. Thì rất là mong là quý vị, đặc biệt là khán giả mà coi được live stream hôm nay, hay là quý vị là trong cộng đồng CBT mà những anh chị mà muốn hợp tác với đoàn đó, thì đây là cơ hội rất là hiếm có quý vị nha. Một năm chỉ có một lần thôi mà. Lây Nguyễn Trung một năm đó. Đớp, nó đớp cho bọn lây rồi. Ok, rồi tao đớp, được chưa? Vừa làm mày chưa? Đó, tao đớp mà tao có dạy chơi chữ tiếng Việt, rồi làm thầy giáo thì chúng ta đang đớp mà hay sửa lưng lắm quý vị. Đó, hát. Ủa, nhỏ tóc tém lại gì? Xuân Lan Lậu. Xuân Lan Lậu, trời ơi, ngang ngược. Rồi, quý vị nhớ giùm em quý vị nha, chúng tôi sẽ có một cái buổi casting vào ngày 1 tháng 6. Rất mong là quý vị sẽ đến ủng hộ và sẽ cổ vũ cho tất cả các thí sinh ha. Và năm nay cái format nó sẽ mới hơn mọi năm, là chúng tôi sẽ ghi hình lại và phát vào tập đầu tuần sau, có nghĩa là quay gói đầu một tập thì nó giống như game show truyền hình thì đó quý vị. Và đầu tư rất là khủng khiếp quý vị ha. Rất là mong quý vị cũng sẽ ủng hộ cho đoàn. Nếu quý vị không đến coi được thì ủng hộ từng tập qua kênh YouTube đoàn Lê Tư Sư và Tư Thời. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Và ngay bây giờ vào lời tiếp theo, quý vị có bên trên tay cùng hướng mắt mình sẽ có bắt đầu ra số nhé. Một vòng Việt Nam cái năm 18 năm 18 năm 18 năm 18
mày nghĩ gì đã mấy gì đã. Oh we go. Yeah yeah. Chào ơi vì sao nỡ đành tâm, duyên kia bắt đầu ai đã trao. Thương ai trước đây trao ngọc quý, còn nhiều nữa thôi sao nỡ đành nhiều cô đau. Chàng xuống tay nhưng nhịp đi về tha, ai chi mà tiếp tiếp chôn chàng ơi. Bờ rồi con số đầu tiên là 32, 53, 58, 32, 53 và 58. Cô chú anh chị mình ai mua vé sao một đi giùm em nha. Mấy gì đa, mấy gì đa, mấy gì đa, số gì đa, mấy gì đa. Nhìn đám cưới của người mình thương, anh thấy lòng anh buồn vô hạn. Con số 5 mấy gì đa, mấy gì đêm, mấy gì đa, ba gì đêm, ba gì đa, ba gì đa. Nào anh đã từng cùng ngày đây chê ba, em cho nó hết hết đường về nhà. Nào anh đã từng cùng ngày đây la la, em cho tới sáng tối hiểu chuồng gà. Quần thay cái bom, hey! Quần thay cái bom, quần thay cái bom, ta cùng chơi nhau cho là. Quần thay cái bom, hey! Quần thay cái bom, hey! Quần thay cái bom, ta cùng chơi nhau cho. Số gì đây, 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 số gì đây
Chúng ta cùng chờ đón một tiếng hát rất là thơm tho của đoàn em mà danh tiếng có thể là nô nước mùi. Chúng ta cùng chờ đón.